Tác phẩm 7 thói quen của những người thành đạt. Tác giả Stephen Richard Covey. Người dịch Nguyễn Văn Cử. Nhà xuất bản Thống Kê. Sách gồm 385 trang. Về tác giả Stephen Richard Covey. Sinh ngày 24 tháng 10 năm 1932, mất ngày 16 tháng 7 năm 2012, là một nhà giáo dục, một tác giả, một doanh nhân và cũng là một nhà diễn giả người Mỹ. Ông là tác giả của cuốn sách nổi tiếng 7 thói quen của người thành đạt. Những cuốn sách khác của ông bao gồm Tư duy tối ưu, Nghệ thuật lãnh đạo theo nguyên tắc, 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc, Thói quen thứ 8 và Nhà lãnh đạo trong tôi. Ông đã biết cách làm thế nào để trường học và các bậc cha mẹ trên khắp thế giới tạo được niềm cảm hứng lớn lao tới từng đứa trẻ. Năm 1996, tạp chí Time đã vinh danh ông là một trong 25 người có sức ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Ông tốt nghiệp cao học tại Đại học Harvard, có bằng tiến sĩ ở Đại học Brigham Young, giáo sư khoa quản lý trường Marot và chủ tịch trung tâm lãnh đạo Covey. Ông trực tiếp tham gia giảng dạy tại trường kinh doanh John Huntsman, trực thuộc Đại học bang Utah, cho đến khi gặp tai nạn và qua đời. Nội dung chính 7 thói quen của những người thành đạt là một cuốn sách nổi tiếng về kinh doanh và tự lực, được phát hành lần đầu tiên vào năm 1989. Covey đã trình bày một cách tiếp cận để hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu bằng cách sắp xếp chính mình phù hợp với những điều mà ông gọi là nguyên lý, bao gồm các nguyên tắc đạo đức mà ông trình bày như là những giá trị phổ quát và vượt thời gian. Tác phẩm phân tích những quy luật chi phối và khơi dậy những năng lực tiềm ẩn trong ta. Đây là cẩm nang về sự lãnh đạo, là chìa khóa dẫn đến thành công, không những trong các lĩnh vực quản lý, kinh doanh, mà còn trong cuộc sống cá nhân, gia đình và quan hệ ngoài xã hội. Phần thứ nhất, 1. Mẫu và nguyên lý. Có những cá nhân bề ngoài thành đạt một cách lạ thường, nhưng bên trong đang vật lộn với một khát vọng thầm kín. Để cải tạo hoàn cảnh này, trước hết là phải cải tạo bản thân, tức là phải thay đổi nhận thức của mình. Người ta cho rằng sự thành công đạt được một cách thực sự và hạnh phúc lâu bền phải phát xuất từ đạo đức tính cách. Đó là những vấn đề như liêm khiết, khiêm tốn, can đảm, công bằng. Đây là những nguyên lý chi phối tính hiệu quả của con người. Nó bất biến, không phải bàn cãi. Nó tồn tại, bất chấp mọi điều kiện xã hội. Đạo đức nhân cách phải có một cái gì đó bên ngoài tác động mạnh mẽ từ khuôn mẫu xã hội đang lưu hành. Chưa bao giờ có những giải pháp vững chắc cho các vấn đề hạnh phúc và thành quả lâu bền từ ngoài vào trong. 2. 7 thói quen, nhìn tổng quát. Tính cách của chúng ta cơ bản là một hỗn hợp các thói quen. Như câu nói, gieo thói quen, gặt tính cách. Thói quen là một nhân tố mạnh mẽ, một mô hình kiên định, thường là không có ý thức. Hàng ngày chúng ta biểu lộ tính cách của chúng ta và tạo ra tính hiệu quả hoặc tính không hiệu quả của chúng ta. Phá vỡ thói quen ăn sâu vào mình như sự trì trệ, lòng ích kỷ, phải cần một nỗ lực ghê gớm. Nhưng một khi đã thắng được sức hút, thì sự tự do của chúng ta mang một tầm vóc mới. Phần thứ hai, thắng lợi riêng tư. Thói quen 1, luôn chủ động. Là con người, chúng ta có khả năng tự nhận thức, tức khả năng đứng riêng ra để xem xét chúng ta, nhìn thấy chúng ta. Trong thực tế, chúng ta chưa quan tâm đến việc này. Chúng ta chỉ có những hình ảnh của chúng ta từ tấm gương xã hội. Điều này khẳng định rằng, hoàn cảnh có vai trò quyết định đối với chúng ta. Sự tự do cuối cùng của con người không thể bị tước đoạt, đó là năng lực nội tại quyết định lựa chọn của mình. Giữa tác nhân kích thích và phản ứng, con người có sự tự do lựa chọn. Vì chúng ta có trí tưởng tượng, có lương tâm, ý chí độc lập, không chịu ảnh hưởng của người khác. Trong lúc chúng ta được tự do lựa chọn hành động, chúng ta không thể lựa chọn hậu quả của hành động đó, vì hậu quả do quy luật tự nhiên chi phối. Nhưng chúng ta phải học cách chung sống với chúng, ngay cả khi chúng ta không thích chúng. Bằng cách này, chúng ta có khả năng làm cho chúng không điều khiển chúng ta được. Khi sự lựa chọn của chúng ta đem lại kết quả ngoài ý muốn, chúng ta gọi sự lựa chọn này là sai lầm. Chúng ta không thể phủ nhận chúng. Tiếp cận tích cực đối với một sai lầm là thừa nhận nó lập tức, sửa chữa và rút kinh nghiệm. Nếu không sửa chữa và rút kinh nghiệm lại là một sai lầm kiểu khác. Thói quen 2, bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định. Người ta rất dễ bị rơi vào bẫy hoạt động, vào sự bận rộn của cuộc sống, làm việc càng ngày càng tích cực để leo lên những bậc thang của thành công, để rồi cuối cùng phát hiện ra cái thang đó đang bắc nhầm tường. Cho nên, chúng ta chỉ có thể thành đạt thật sự khi chúng ta bắt đầu bằng mục tiêu đã được xác định, dựa trên nguyên lý mọi vật đều được sáng tạo hai lần. Lần thứ nhất là sự sáng tạo bằng trí tuệ và lần thứ hai là sự sáng tạo vật chất hay thực tiễn. Chẳng hạn, muốn kinh doanh có hiệu quả, bạn phải xác định rõ ràng cái bạn cố đạt được. Bạn suy nghĩ trong tâm trí về sản phẩm, dịch vụ, về vốn, thị trường, về tiếp thị, tổ chức nhân viên. Khi mọi thứ đã chín muồi,
Bạn bắt đầu bằng sự kết thúc trong tâm trí, với sự triển khai kế hoạch trong thực tế. Phần lớn những thất bại trong kinh doanh là từ sự sáng tạo lần thứ nhất. Kết hợp với khả năng tự nhận thức, hai khả năng này sẽ làm cho chúng ta đủ sức viết lấy kịch bản của chính mình, chứ không phải thực hiện theo kịch bản của người khác. Mỗi người có một sứ mệnh trong cuộc đời, không ai thay thế mình được. Cuộc đời của mình cũng không làm lại được. Cho nên, nhiệm vụ của mỗi người là độc nhất cũng như cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ đó. Thói quen 3. Ưu tiên cho những điều quan trọng. Thói quen 3 là sáng tạo thứ hai, sáng tạo vật chất, tức thực hành cách tự quản lý có hiệu quả. Sự quản lý hiệu quả là đưa những cái quan trọng lên trước, tổ chức và thực hiện cái ưu tiên. Bạn nên tổ chức cuộc sống của bạn theo từng tuần lễ, đưa lại sự cân đối lớn hơn là kế hoạch hàng ngày. Có người từ chối việc ủy nhiệm cho người khác vì họ cảm thấy mất thời gian, công sức và họ có thể tự làm lấy công việc sẽ tốt hơn. Nhưng ủy nhiệm một cách có hiệu quả có lẽ là một hoạt động mạnh mẽ nhất ở trình độ cao để bạn có điều kiện dành sức lực cho các hoạt động có trình độ cao khác. Hãy gây dựng một tài khoản ngân hàng tình cảm để tạo cảm giác của sự an toàn, tạo sự tín nhiệm cao thì giao tiếp sẽ trở nên dễ dàng, diễn ra tức thì và có hiệu quả cao. Để xây dựng một tài khoản ngân hàng tình cảm một cách phong phú thì bạn cần phải 1. Hiểu con người. Để hiểu người thì cái gì là quan trọng của người khác cũng quan trọng đối với mình. 2. Quan tâm đến việc nhỏ. Một cử chỉ ân cần nhỏ đôi lúc lại là thứ quan trọng nhất. 3. Giữ lời cam kết. Bạn bồi dưỡng thói quen giữ lời hứa, bạn sẽ xây dựng được chiếc cầu tín nhiệm. 4. Làm rõ những dự định. Vì những dự định không rõ ràng trong phạm vi các mục tiêu cũng xói mòn sự giao tiếp và lòng tin. 5. Thể hiện sự chính trực của cá nhân. Trung thành với người không có mặt, vì khi bạn bảo vệ những người vắng mặt, bạn sẽ giữ được lòng tin với những người có mặt. 6. Thành thật nhận lỗi khi có sai lầm. Einstein khôn ngoan đã dạy rằng, nếu bạn sắp cúi xuống, thì hãy cúi thật thấp. Làm sao sự xin lỗi của bạn làm cho người ta cảm nhận là thành khẩn. 7. Nên nhớ rằng mọi vấn đề đều là cơ hội. Với tài khoản ngân hàng tình cảm như vậy, chúng ta tiến vào các thói quen của thắng lợi công cộng. Thói quen 4. Tư duy cùng thắng. Nếu bạn ở vị trí ảnh hưởng đến người khác, đừng đẩy con người vào chỗ cạnh tranh với nhau. Thành công của người này có hại đến người kia. Hãy tạo thói quen của sự thành công trong sự lãnh đạo giữa con người với con người là tư duy cùng thắng. Đó là một triết lý đầy đủ về tác động qua lại của con người. Là một trạng thái của trí tuệ và tình cảm, luôn luôn tìm kiếm lợi ích chung cho tất cả mọi người. Nó cũng có nghĩa là mọi thỏa thuận và mọi biện pháp đều đem lại lợi ích chung, làm mọi người thỏa mãn. Trong phong cách lãnh đạo, mẫu thắng và thua là tiếp cận quyền lực. Phần lớn cuộc sống là một thực tế tùy thuộc lẫn nhau, nghĩa là kết quả là tùy thuộc vào sự hợp tác giữa bạn và người khác, nên mẫu này không thích hợp. Mẫu thua và thắng còn tồi tệ hơn, bởi vì nó không có tiêu chuẩn, không có yêu cầu, không có dự định, không có ước mơ. Người có ý nghĩ thua và thắng thường vội vàng làm vừa lòng hoặc nhân nhượng vô nguyên tắc. Khi hai người có ý nghĩa thắng và thua ở cùng nhau, sự kiên quyết, ương bướng tác động qua lại với nhau sẽ đưa đến kết quả thua và thua. Những người này bị phụ thuộc ở mức độ cao, không có định hướng bên trong. Họ khổ sở và nghĩ rằng mọi người cũng phải khổ sở. Nguyên lý của thắng và thắng nó bắt đầu bằng tính cách, tức sự chính trực, sự chín chắn, tâm trạng phong phú, chuyển sang quan hệ tài khoản ngân hàng tình cảm dồi dào. Từ đó xuất phát thỏa thuận gồm nguyên tắc, nguồn lực, trách nhiệm và kết quả. Nó được nuôi dưỡng trong một môi trường, ở đó cấu trúc và các hệ thống đều ủng hộ nó, tức dựa trên thắng và thắng. Nó cần một quá trình. Bạn gửi vào tài khoản ngân hàng tình cảm qua sự lịch thiệp, chân thành, sự tôn trọng và đánh giá cao quan điểm người khác. Bạn dừng lại lâu hơn trong quá trình giao tiếp. Bạn nghe nhiều, nghe sâu hơn. Bạn thể hiện bản thân một cách can đảm hơn. Bạn đi sâu hơn vào nội tâm để có sức mạnh của tính cách tích cực. Bạn giữ điều đó cho đến khi người khác bắt đầu nhìn nhận rằng bạn chân thành mong muốn một giải pháp thật sự là thắng lợi cho cả hai. Thói quen 5. Biết lắng nghe để thấu hiểu và rồi được thấu hiểu. Bạn không thể tin vào một toa thuốc của bác sĩ trừ khi bạn tin vào sự chẩn đoán của bác sĩ đó. Bạn không bao giờ có thể thật sự đi sâu vào nội tâm của một người nếu bạn chưa triển khai sức mạnh của tính cách cá nhân và tài khoản ngân hàng tình cảm cũng như kỹ năng nghe thấu cảm của mình. Chúng ta có thể chăm chú nghe, tập trung chú ý và sức lực vào những lời mình nghe được. Đó là hình thức nghe cao nhất, nghe thấu cảm. Bởi vì, để phát huy ảnh hưởng của mình, bạn phải chịu ảnh hưởng của người khác. Khi chúng ta hiểu nhau thực sự, sâu sắc, chúng ta mở cửa cho những giải pháp sáng tạo và những lựa chọn. Những bất đồng không còn cản trở sự giao tiếp và tiến bộ nữa. Thay vào đó, chúng trở thành cơ sở của hiệp đồng. Thói quen 6. Đồng tâm hiệp lực. Hợp lực có nghĩa là toàn bộ lớn hơn tổng của từng phần. Hợp lực là một hoạt động cao nhất trong cuộc sống,
biểu hiện thật sự của tất cả các thói quen khác hợp lại. Cơ sở để coi trọng bất đồng là thừa nhận rằng người ta nhìn thế giới không phải như bản chất của thế giới mà như bản chất con người. Bạn không đồng ý với tôi tức có cái gì tôi chưa hiểu và tôi cần phải hiểu. Bạn có một góc nhìn, một hệ tham chiếu khác mà tôi cần xem xét. Trong giao tiếp, có những trường hợp thỏa hiệp, nghĩa là 1 cộng 1 bằng 1,5. Nó tạo ra thắng và thắng ở mức độ thấp. Hợp lực có nghĩa là 1 cộng 1 bằng 8, 16 hoặc 1.600. Vì hợp lực của tín nhiệm cao tạo ra giải pháp tốt hơn bất kỳ giải pháp nào. Khi tài khoản ngân hàng tình cảm lớn, họ tin vào giải pháp thứ ba là giải pháp mà hai bên cùng có lợi hơn giải pháp mà mỗi bên đưa ra lúc đầu. Đạo Phật gọi cái này là trung đạo, con đường giữa. Giữa không có nghĩa là thỏa hiệp, nó có nghĩa cao hơn, giống như đỉnh của một tam giác. Hợp lực là nguyên lý đúng đắn. Đó là thành tựu hoàn hảo, hầu như khi nào cũng có một giải pháp thứ ba nếu bạn hành động với triết lý thắng thắng và thật sự tìm hiểu. Thói quen 7. Rèn luyện bản thân. Người thợ cưa đã mệt, công việc càng khó nhọc, vất vả hơn. Ông ta cần phải tranh thủ mài sắc lại lưỡi cưa. Chắc chắn ông sẽ cưa nhanh hơn. Thói quen 7 sẽ đổi mới 4 khía cạnh bản chất của bạn. Vật chất, trí tuệ, tinh thần và tình cảm xã hội. Nó làm cho các thói quen khác có khả năng hiện thực hóa. 1. Về khía cạnh vật chất, chúng ta cần phải quan tâm đến việc ăn các loại thức ăn thích hợp, nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ, luyện tập đều đặn. Đa số chúng ta nghĩ rằng không có thời gian để luyện tập thân thể, đó là một mẫu méo mó. Chỉ cần 30 phút mỗi ngày, bạn có thể luyện tập sức bền để tăng hiệu quả tim mạch qua việc đi bộ nhanh, chạy, đi xe đạp, bơi, trượt tuyết. Luyện tập sự mềm dẻo qua việc co duỗi cơ bắp. Luyện tập sức mạnh bằng việc đẩy, kéo, cử tạ. Mọi sự tập luyện nên bắt đầu từ từ. Khi bạn nâng cao được khả năng của cơ thể, bạn sẽ làm được nhiều việc trong trạng thái dễ chịu và thích thú hơn. 2. Về khía cạnh tinh thần. Đổi mới khía cạnh tinh thần sẽ đem lại cho bạn nguồn cảm hứng, nâng bạn lên, trói buộc bạn vào những chân lý vĩnh hằng của nhân loại. Bạn cần phải tiếp cận dần và say mê các tác phẩm văn học, âm nhạc có giá trị, tiếp xúc với thiên nhiên. Sự đổi mới tinh thần đòi hỏi thời gian nhưng không được lơ là. 3. Về khía cạnh trí tuệ. Khi rời ghế nhà trường, chúng ta để cho trí tuệ teo đi. Hãy đọc một cách nghiêm túc, người không đọc chẳng khác gì người không biết đọc. Tìm hiểu một cách sâu sắc những vấn đề ngoài phạm vi hoạt động của mình. Hãy tập viết, rèn luyện ngôn ngữ chất lọc, rõ ràng, cô đọng thông qua các thư tay, bản thông báo, lập kế hoạch và các lĩnh vực khác. 4. Về khía cạnh xã hội tình cảm. Khía cạnh này không mất thời gian như các khía cạnh khác, nhưng được thực hiện thường xuyên trong quan hệ bình thường. Sự yên tĩnh của tâm hồn chỉ có thể có được khi cuộc sống hòa hợp với những nguyên lý và giá trị thực. Hãy cống hiến và sáng tạo, quan tâm mang lại lợi ích cho người khác. Phục vụ là tiền thuế mà chúng ta phải trả cho cuộc sống trên trái đất này. Tính hiệu quả của tổ chức cũng như của cá nhân yêu cầu phát triển và đổi mới cả 4 khía cạnh một cách rộng rãi và cân đối. Chúng liên hệ chặt chẽ với nhau. Quá trình đổi mới giúp chúng ta tiến lên trên vòng xoắn đi lên của sự phát triển và thay đổi của sự tiến bộ không ngừng. Không có con đường nào khác, quy luật của nhân quả chi phối. Lúc nào chúng ta cũng gặt được cái chúng ta đã gieo. Hãy bấm đăng ký để nghe thêm nhiều sách hay nhé!